Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là LiXB và chào mừng anh em trở lại với Pick ARK hay còn gọi là Minecraft ARK nha. Đấy. Thì ở tập trước các bạn mình đã bắt được một em kèo dẻo nha các bạn. Cái tên kèo dẻo là cũng do anh em mình đặt thôi. Chứ lúc đầu là mình đặt tên là Beast Slime. Đấy, mình đổi tên với kèo dẻo cho nó dễ thương. Thì em này nói chung là sống ở trong cái vùng rất ma thuật các bạn ơi. Thì nói chung là em rất là hiền, không có đánh nhau gì hết đấy. Thì mình bắt em này để làm kỷ niệm, thấy nó đẹp rồi bắt về chơi thôi đấy. Em này yếu lắm nên là cho em nó leo lên giường nằm đi. Và mình đã xây một cái khu nhỏ nhỏ gì này, tạm thời là một khu căn cứ nhỏ nhỏ nha các bạn. Thì các bạn thấy mình có cái gì lạ không? Này các bạn nhìn đi. Thì mình đã chế được cái bộ đồ sắt rồi các bạn đấy, để mình dễ dàng thuận tiện trong cái việc đi bắt thú ở cái vùng đất ma thuật này, bởi vì cái vùng này nó mạnh lắm các bạn. Nhưng mà cái bộ đồ sắt này nó hơi yếu về cái kiểu như là giữ nhiệt các bạn, nó chịu lạnh chịu nóng đồ cũng không có được, kiểu như là nó chịu lạnh kém á, nó bị âm luôn chứ nó không như là bộ đồ đồng. Nhưng mà thay vào đó mình đã đem theo bộ đồ lông để dự trữ rồi, và mình để chế được 53 cái cung tên, mũi tên Magic các bạn. Thì cái mũi tên này á dùng để tem những con thú ở vùng đất Magic các bạn ơi. Chứ nghe các bạn nói là có một số bạn nói là cái mũi tên này không có dùng cho mấy con khác. Đấy, thì mình cũng để chuẩn bị cái mũi tên độc luôn rồi. Thì tập này mình sẽ đi tìm để bẫy bắt những con thú ở cái vùng đất ma thuật nha các bạn. Ok. Đấy, mình sẽ đi bằng em thằng lằn bay. Mẹ cái em thằng lằn bay á rất là quý ở trong cái kiểu như là cái vùng đất ma thuật nè. Không có em thằng lằn bay á là mình không có làm gì được đâu các bạn. Đấy, bởi vì á mình xuống dưới á, nó cắn mình á là mình chết ngay, cho dù bao nhiêu máu cũng vậy thôi. Bao nhiêu máu cắn, tại vì nó cắn mình không có chạy được. Đấy, nên là buộc phải có thằng lằn bay. Nên là phải quý em thằng lằn bay này lắm các bạn ơi. Bây giờ mình đi tìm bắt con nào ta? Hay là bắt chó sói linh hồn không các bạn? Tại vì á mình nói chung là mình rất là thích gao sói bạc các bạn ơi. Mà bây giờ là gao sói linh hồn ai kìa. Thấy không? Đấy, ở bên phải là một con gì, con mèo kangaroo ở ghê á. Con nó con mèo con chó rồi trời. Nhìn con nó giống quái vật rồi á. Đấy, em sói kìa. Rồi ok, mình sẽ làm một cái bẫy ở đây. Em sói đó thấy gì khó bắt lắm nha các bạn. Mình chỉ sợ một điều là sợ bà te chết thôi. Đấy, em sói đứng ở trên cao kìa. Ê, mai cây đó kìa. Ồ, không được. Có con mai cây đó là không được. Bây giờ mình phải tìm một cái nơi mà để cho em bà te trốn. Ồ, T-Rex nữa kìa. Thì có nhiều câu hỏi của mấy bạn hỏi mình á, là anh Lì chơi cái series này á bao lâu thì kết thúc. Thì câu trả lời của mình á là mãi mãi nha các bạn. Không có kết thúc đâu anh em ơi. Mình chơi, mình bắt thú, bắt xong mình còn ấp trứng, đủ thứ trò để chơi, làm sao mà có kết thúc được anh em. Không có kết thúc đâu. Nên các bạn đừng có lo nha. Nếu mà có con nào ở trong này á, từ từ thì cũng sẽ bắt hết thôi. Nên các bạn đừng có lo nha. Thật sự là mình đang bị viêm họng á, nên có thể là liền nó hơi nhỏ. Các bạn thông cảm cho liền nha. Bữa giờ liền bị bệnh các bạn ơi. Ồ, thấy được con sói linh hồn nhưng mà không có dám đậu con thằng lằn bay. Sợ thằng lằn bay chết lắm các bạn ơi. Bởi vì nhiều lúc nó có nhiều con nó chạy tới nó cắn thằng lằn bay hồi nào không biết luôn. Không, mình nghĩ là tốt nhất á mình phải xây ở một cái nơi. Mình xây bẫy ở một cái nơi giống như chỗ này nè. Đấy. Thì đâu có sao đâu đúng không? À, xây một cái bẫy ở chỗ này đi. Đấy, nếu mà xây bẫy chỗ này đâu sao đâu. Từ mình giấu em thằng lằn bay ở đây coi. Đấy, giấu em thằng lằn bay ngay đây. Kệ nó, xây một cái bẫy ở xe cũng được. Chứ không là chết khổ lắm các bạn ơi. Ồ, Con này yếu lắm, nói chung là con này yếu lắm. Rồi, tránh xa em thằng lằn bay ra. Tránh xa em thằng lằn bay ra chứ không. Thèm mình chết chứ thằng lằn bay đừng chết. Thằng lằn bay là nói chung là cơ hội duy nhất để mình tem tụi nó mà.
Ok, mình xây 7 ngay đây. Xây 7 ngay đây, nhanh lên. Rồi, ok, xây, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi, rồi, ok, cái hố này là đủ sâu rồi á. Hố này là được á. Mà to lên chút đi. Hố này to lên chút đi. To lên chút thì ngon. Đấy. Tuyệt vời. Ồ, tuyệt vời. Không, nãy giờ mình đào được cái lỗ đây là ngon. Nếu mà các bạn không thể nào mà đứng lên cái chỗ hồi nãy mà đào một cái lỗ được, phải nói là không thể nào, thì mình xây cái cầu thang này cho giống theo cái nhu cầu của mấy bạn luôn nha. Mấy bạn nói chung là thích xây cầu thang hơn là thích leo trèo. Kiểu như thích xây cầu thang hơn là mình đặt bờ lóc. Anh em muốn sao mình chiều vậy thôi. Chết rồi, thiếu gỗ rồi. Thôi kệ nó đi, gì cũng được. Rồi, ok. Ok, ok. Bây giờ là làm một cái đường cho nó dễ chạy xuống. Đấy, ok. Tốt rồi. Chắc chắn là nó sẽ bị dính bẫy mà thôi. Tốt. Bây giờ em thằng lằn bay của mình đâu? Em thằng lằn bay của mình đâu? Em thằng lằn bay của mình nãy mình giấu ngay đây nè. Ồ, em thằng lằn bay đâu rồi? Ồ, đây 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 đây. Ok, ok. Đường đi xuống nè. Đấy. Đấy. Nếu mà trong map này á, mày có cái đường này nhỏ nhỏ gì á là mình hay cất con thằng lằn bay ở dưới các bạn. Ok, xong. Bây giờ là vấn đề đi tìm em sói linh hồn. Ghê quá, ghê quá. Sói linh hồn đâu? Mày ở đâu? Vấn đề là nó cũng không có đuổi theo mình nha các bạn. Chứ không phải dễ đâu. Chỗ này là rất là khó bắt nó. Ồ, nó nè. Sói linh hồn của chúng ta nè. Tao nè. Ê, tao nè. Tao nè, tao nè. Tao nè. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đuổi theo như vậy là đúng rồi. Con này nhiệt tình. Các con nó không có nhiệt tình mấy bạn ơi. Các con nó không có nhiệt tình. Không có nhiệt tình khó bắt lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Yeah, 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 yeah. Ồ, khá là đơn giản nha. Dù một, nói chung là hồi nãy á, mình nghĩ là nếu mà oh shit, holy shit, trời ơi. Trời ơi, đồ dưới đó làm sao mà lượm đây không biết nữa. Đồ dưới đó làm sao mà lượm đây. Sao mà tự mình làm khó mình rồi. Tự mình làm khó mình rồi. Đồ ngay góc nó sao lượm. Trời ơi, cầu thang bị gãy nữa. Trời ơi. Giỡn chơi anh. Ok, mình sẽ có cách lượm rồi. Mình sẽ đào một cái lỗ xuống dưới để mình lượm. Tự mình làm khó mình các bạn ơi. Ghê quá. Không khéo nó cắn mình chết. Đấy, được luôn. Ồ, oh, ok ok. Lắp lại. Vải chỗ ngon các bạn. Mình á, hồi nãy á, là mình tính á, là nhảy qua để chia lại để chia lại cho nó khỏi lên. Thế mà té xuống luôn. Trời ơi, may quá. May quá mình vẫn còn có được cái trí thông minh để mình lượm lại đồ. Vẫn còn sáng suốt các bạn nhầm. Đấy. Té thêm lần nữa đi cha. Tại vì mình rất thích sự hoàn hảo các bạn ơi. Mình nhìn thấy một block á mà nó bị mất á, mình khó chịu lắm. Đấy, bây giờ là mày ở dưới này nha con. Level 15 mày dám giết tao nha con. Thôi bây giờ mình chuẩn bị gây mê đó nè các bạn. Trước tiên gây mê á là phải cất em thằng lằn bay đã. Có một em duy nhất à. Tại mình chết chứ thằng lằn bay không được chết. Đấy, cất dưới này. Mình đã từng cất thằng lằn bay chỗ này rồi. Đấy, nên là nó có cái đường đi lên nè các bạn. Giờ mình đi qua hướng này. Tại cái chỗ đó là cái bẫy. Đấy.
thấy mình đã kỹ lắm luôn á các bạn, giấu thằng đàn bay ngay đó nha. Rồi ok, bây giờ gây mê nó nè. Dám bắn tao nè, dám cắn tao nè. Ok, mình tắt cái nhạc đây đi. Ồ các bạn, cái mũi tên Magus đó các bạn, khi mà bắn vô người nó các bạn coi kìa, có một cái luồng hơi rồi cái luồng khí đồ ghê đó giờ. Ồ coi thử bao nhiêu phát rồi, hình như là 5 phát rồi thì phải. À, phát thứ 5 nè, 2, 4, 5 đúng không? 6 nè, nó giữ nguyên cái mũi tên cho trên người luôn. 7 nè, 8 nè, trời ơi, 9 nè, 10 nè, chưa ngủ hả em, 11 nè, 12 nè, 13, dãnh cẳng chưa em? Ủa gì vậy? Hả? Nó hiện ra một cái vòng tròn với lại hai cái sợi dây xích nó lại. Hình như là cái mũi tên Magic á, sau khi mày đang ngủ á, sẽ chói cái linh hồn nó lại các bạn. Ghê không, ghê không? Đúng luôn. Nó bị chói linh hồn nó lại, tại nó là xóa linh hồn mà các bạn. Ok, bây giờ việc còn lại bây giờ của mình là gì? Kiểm tra mình có thịt không? Rất là ít thịt. Bây giờ mình sẽ để cho nó nằm đang ngủ đây một lát. Từ từ, mình có gỗ không ta? Không có gỗ. Để mình xây cầu thang xuống đó mà. Không, các bạn mình cũng đâu có duyên xây cầu thang đâu. Nó bắn, nó đã đánh bể cầu thang rồi. Rồi, thế bây giờ cũng phải đào lỗ xuống thôi. Thì mình sẽ để cho nó đói, cực đói, giống như là lúc mình tìm cái xấu á các bạn, để cho nó đói cực kỳ đói luôn, thì như vậy thì nó sẽ ăn rất là nhanh đấy. Bây giờ sẽ để đợi cho nó đến chữ cờ luôn, rất là lâu, đợi rất là lâu đấy. Mình trong thời gian đó mình sẽ đi tìm đồ ăn các bạn. Ok các bạn ơi, sau một hồi chờ đợi rất là lâu luôn, nó để cảm thấy như là nó quá đói rồi các bạn ơi. Đâu, thức ăn bao nhiêu rồi? Ồ, thức ăn đói 500 điểm rồi. Nhưng mà hình như mình đang bị một cơn mưa. Ồ, mưa Magic các bạn ơi. Ghê trời, lấy đuốc ra, đuốc đâu? Đuốc của mình đâu? Ồ, không có đuốc luôn. Ồ, ghê hả? Mưa Magic các bạn ơi, lần đầu tiên trong map luôn. Trời ơi ghê thiệt. Cơn mưa Magic nha, bây giờ bỏ đồ ăn vô lại nó ăn nhanh lắm nè. Mưa Magic nha các bạn ơi, ăn đi, mình chỉ có nhiều đầy thôi. Ồ, ăn đi, đúng rồi, ăn đi, ăn đi rồi lên còn chơi nữa em ơi, ăn đi. Ồ, ăn quá nhanh các bạn ơi, ăn quá nhanh. Sau một thời gian chờ đợi, em ta đã quá đói mà chỉ biết ăn và ăn thôi, ăn và ăn thôi. Oh yeah, gao sói linh hồn các bạn ơi, tạm thời đặt như vậy nha. Trời ơi, trời tối quá, đang bị mưa Magic các bạn ơi. Oh yeah, bị được tàng hình luôn nè các bạn ơi. Thôi, phê. Bây giờ như này mình phải đèo lỗ lên thôi. Không, đằng nào mình cũng phải đèo lên hết đấy các bạn ơi. Rồi ok, được chưa? Rồi ok, lên thôi em ơi. Tàn hình, không biết cái tàn hình không ta, hay là trở thành người linh hồn. Đâu rồi, em thằng lần bay đâu rồi? Ủa em thằng lần bay đâu rồi? Dạ, trời ơi các bạn ơi, như em thằng lằn bay chết luôn rồi. Má ủa vậy, hay là bay đi đâu rồi? Hồi nãy giờ mình để máy đó, các bạn biết mình để máy lâu lắm á các bạn, nó mới đói vậy luôn á. Mình chui xuống dưới cái lỗ mình núp, rồi cuối cùng em thằng lằn bay cũng lên đường luôn. Xong các bạn, kết cục mình để rất là kỹ nhưng mà vẫn không thắng được cái những con thú ở xung quanh này, quá ghê. Mà bây giờ để bảo toàn con này cũng chưa chắc là mạnh đâu các bạn ơi.
cho nó đánh nhau mất công chết uổng lắm. Bây giờ đang mưa acid, mình sẽ đi qua bên kia, đi qua bên nhà của mình. Đấy, đừng có quýnh con bà kẹp luôn ê. Quýnh bà kẹp mất công chết nữa. Con này cũng còn yếu lắm, 1.4 máu nè. Từ từ thôi các bạn ơi, con này còn yếu lắm, yếu lắm, yếu lắm. Tại vì cái bản game của mình nó là một cái bản mặc định nha các bạn, không thay đổi bất cứ những gì trong game luôn nha các bạn ơi, chứ không phải là cái bản mà nó chỉnh này kia đâu, mà cái bản là nguyên thủy nó như nào thì nó như vậy luôn á các bạn, nên chơi khó lắm. Bây giờ mình sẽ tới mình khiêu chiến cái cây bông này thử. Cây bông nó không thấy mình luôn, trời tàn hình rồi. Gì vậy, con heo ra cũng bị chết luôn rồi. Lên level. Mình nhặt được 3 cái hạt giống của cây Green Vine. Cái cây này có thể bắn đi nọc độc các bạn ơi. Về trồng. Ngon rồi. Bây giờ làm gì với em sói linh hồn ở đây? Trời hết mưa rồi. Nó có một cái kiểu như là linh hồn của nó bị trói buộc á. Nó ồn ồn sao á. Để mình giảm âm thanh xuống chút. Đấy, cái linh hồn bị chói buộc các bạn ơi, gao sói linh hồn nha. Biết kẹo dẻo ơi, nhìn gao sói này ghê không em? Đấy, ghê không? Coi nè, coi chị nè. Đấy, chị lên cái là chị biến hình liền. Đấy, không biết đấu lại con bò kẹp không ta. Đấy, coi con bò kẹp nó như thế nào. Đấu mất công chết lắm. Con bò kẹp khá là mạnh nha các bạn. Thôi, không đấu lại con bò kẹp đâu. Hay là mình bắn phụ xong rồi quen mình giết lại bò kẹp không trời. Sợ quá. Hay là mình bắn nó xong rồi mình cho sói cắn nó nữa. Coi thử nó level bao nhiêu đã. Có còn con sói duy nhất thôi các bạn, phải biết giữ á. Con bò kẹp này nó level. Nó thấy mình luôn rồi. Giờ thì bắt buộc phải chơi nó rồi. Con này level 32. Con này level 32 các bạn ơi. Giết nó sói linh hồn. Giết nó đi. Chú ý máu nha. Chú ý máu của mình nha. Giết nó. Nó mạnh chưa? Ôi trời ơi, nó mạnh. Mình hút nó xuống dưới luôn. Láo nè. Được phần. Được hộp kho báu. Primal Bone. Láo nè, dám đánh em hả? Đừng tưởng em đùa với em hả trời. Máu lên, tăng máu lên. Mất 200 máu à. Ok, cũng mạnh. Tốt. Cái cung của mình mình có thể vừa ngồi sói mà vừa bắn được luôn nè các bạn. Thành cung linh hồn nè các bạn ơi, ghê không? Các bạn ơi, vừa ngồi trên sói mà vừa bắn luôn nè. Các bạn ơi, chạy trên sói luôn nè các bạn ơi. Cầm cung nó bị tàn hình luôn nè. Ghê thiệt. Đi qua bên kia clear hết cái đám heo bên đó thử. Đi qua bên đây đường nào ta? Terrorbot. Con gì vậy? Con gì đẹp vậy trời? Con Stego, trời ơi. Trời ơi, biết ra rồi, cái vẻ con Stego đẹp dữ trời các bạn. Trời ơi, đẹp điên ráy luôn á các bạn ơi. Con này mà về làm linh thú ở trong những con linh thú mình ở căn cứ chính thôi chứ. Trời ơi, nó vẽ con Stego đẹp dữ trời. Trời ơi, các bạn nhìn nè. Trời ơi, thôi, để tập sau coi. Hai mắt nó đẹp quá. Vẽ con Stego đẹp thiệt. Thôi, nói chung là mình để giữ bảo toàn tính mạng cho con sói của mình á. Nói chung là mình biết là con sói mình mạnh, nhưng mà đừng có đi đánh tầm bậy bậy, chết con sói mình uổng lắm. Thôi ok các bạn ơi, mình bây giờ chắc cũng khuya lắm rồi. Bây giờ 3 giờ rưỡi rồi các bạn ơi. Thì hôm nay mình đã tìm được em sói linh hồn các bạn. Đấy, cho các bạn coi nè, hú nè. Đấy, thì đang mưa Magic nên nó cũng không có chơi được nhiều. Trời, bên kia con leo vách đang đứng bên vách này. Hình như nó là thủ phạm giết cái con thằng lằn bay thì phải. Đấy, thì hôm nay mình cũng tìm được em sói linh hồn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình nha. Nhớ like, đăng ký kênh YouTube Liệp Gaming. Và hãy đón xem những cái tập PKRK của mình sẽ post vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày nha các bạn. Và mình cảm ơn các bạn thật là nhiều khi đã ủng hộ mình. Và hãy nhớ comment ở dưới
về những cái ý kiến của các bạn khi mà các bạn muốn mình thực hiện những gì cho tập sau nha các bạn. Và bye các bạn ha. Mình phải đi ngủ thôi, khuya lắm rồi.